Huấn luyện viên U22 Thái Lan nói gì về vụ ẩu đả có 1-0-2 với Indonesia ở chung kết SEA Games 32? Huấn luyện viên trưởng U22 Thái Lan đã có những chia sẻ về trận thua đáng xấu hổ với U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 32. Trước khi bước vào trận chung kết gặp U22 Indonesia, U22 Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn về mặt kinh nghiệm. Tuy nhiên, trên thực tế, đội bóng xứ vạn đảo mới là những người tạo nên dấu ấn và đánh bại đối thủ với tỷ số 5-2. Không những thế, U22 Thái Lan đã phải thi đấu thiếu người khi phải nhận một loạt thẻ đỏ. Thất bại cay đắng trong trận chung kết SEA Games 32, huấn luyện viên trưởng U22 Thái Lan cho biết, "Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ bóng đá vì chúng tôi không thể đạt được mục tiêu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng có rất nhiều yếu tố mà toàn đội phải chấp nhận rằng mình đã làm không làm tốt vào thời điểm đó. U22 Thái Lan cần phải rút kinh nghiệm và phải sửa chữa sai lầm. Đây là một bài học quan trọng cho bản thân tôi cũng như các cầu thủ trong đội." Thực ra, bước ngoặt của trận đấu đến từ bàn thua thứ 3. Nó khiến chúng tôi bị xuống tinh thần và thua thêm. Dù có thời điểm tôi nghĩ rằng U22 Thái Lan có thể vực dậy, tuy nhiên những chiếc thẻ đỏ đã khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn, thuyền trưởng của U22 Thái Lan cho biết thêm. Về chuyện xô xát khi hiệp phụ đầu tiên vừa diễn ra, huấn luyện viên Issaza Sritazo cho biết đây có thể là cảm xúc chung của trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ phải kiểm soát bản thân. Tôi không thể tham gia đám lộn xộn và can ngăn được. Dẫu vậy, khi trận đấu kết thúc, cả hai đội không có vấn đề gì. Chúng ta không nên để ra xô xát vì nó sẽ ảnh hưởng tới những người hâm mộ và các cầu thủ. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ của tôi sẽ sớm phục hồi hoàn toàn để trở về phục vụ câu lạc bộ. Có thể sẽ có những tranh cãi liên quan đến vấn đề xô xát, tuy nhiên đó là một bài học. Các cầu thủ trẻ cần phải học cách kiểm soát bản thân để tránh rơi vào những tình huống tương tự. Với việc để thua U22 Indonesia ở trận chung kết, U22 Thái Lan đã có 2 lần liên tiếp về nhì tại SEA Games. Trước đó, tại SEA Games 31, U22 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mano Bonking đã để thua U22 Việt Nam ở trận chung kết. Huấn luyện viên U22 Indonesia chính Thái Lan khơi mào cho cuộc ẩu đả. Huấn luyện viên trưởng Jafri của U22 Indonesia thất vọng khi không chỉ đội ngũ trợ lý và cầu thủ Thái Lan mà học trò của ông cũng tham gia cuộc ẩu đả ở chung kết SEA Games 32 tối ngày 16 tháng 5. Đó là chuyện không được phép xảy ra ở trận chung kết SEA Games và bất kỳ trận đấu bóng đá nào. Tôi thấy chuyện này bắt đầu từ hành động của các thành viên U22 Thái Lan. Khi họ gỡ hòa 2-2, một số thành viên đội bạn chạy ra tận băng ghế Indonesia để ăn mừng. Điều đó khơi mào cho sự điên rồ ở cuối trận chung kết. Huấn luyện viên Jafri chia sẻ ở cuộc họp báo sau trận thắng 5-2 U22 Thái Lan tối ngày 16 tháng 5. Ông tiếp tục, sau đó, U22 Indonesia dẫn ngược 3-2. Một số thành viên đội tôi đã chạy sang khu kỹ thuật của Thái Lan làm điều tương tự. Đó là hành vi không thể chấp nhận. Tôi không tha thứ cho bất kỳ thành viên nào làm vậy. Tại sân vận động Olympic, U22 Indonesia vượt qua Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 32, qua đó giành huy chương vàng đại hội sau 32 năm. Đằng sau chức vô địch xứng đáng của Indonesia là hình ảnh xấu xí mà cả đội bóng này lẫn đối thủ Thái Lan để lại. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ sau 90 phút, U22 Indonesia ăn mừng hụt, bị Thái Lan gỡ hòa và khiêu khích. Cả ban huấn luyện và cầu thủ đội bóng xứ vạn đảo không chấp nhận điều này nên đã phản ứng dẫn tới ẩu đả. Khi được hỏi về thông điệp được sử dụng để ổn định tinh thần cộng sự và các học trò, huấn luyện viên Jafri chia sẻ, một số cầu thủ Indonesia đã phải trả giá cho hành động của mình bằng thẻ đỏ. Tôi đã gọi các cầu thủ lại và bảo họ cần bình tĩnh vì chúng tôi có thể chơi bóng tốt hơn Thái Lan. Tôi cũng bảo họ rằng điểm mấu chốt của chiến thắng là Indonesia có thể tung những phương án dự bị tốt nhất vào sân trong khi bên Thái Lan thì không. Nói về tình huống ăn mừng hụt, huấn luyện viên Jafri cho biết, tôi thấy trọng tài cho bù giờ 9 phút, tôi chờ đến hết khoảng thời gian đó thì ăn mừng nhưng không hiểu sao trận đấu lại có thêm 2 phút nữa. Như vậy thời gian bù giờ trận này lên tới 11 phút. Trước khi giành huy chương vàng SEA Games 32, huấn luyện viên Jafri từng ở rất gần danh hiệu này khi dẫn dắt lứa 1997-2000 của U22 Indonesia năm 2019. Ở kỳ đại hội tổ chức tại Philippines, đoàn quân huấn luyện viên Jafri vào tới chung kết nhưng thua U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trả lời câu hỏi của Dinh về cơ hội giành huy chương vàng SEA Games năm nay của U22 Indonesia có bị ảnh hưởng nếu huấn luyện viên Park còn gắn bó với Việt Nam, huấn luyện viên Jafri bình thản, từ góc độ của mình, tôi không muốn bình luận. Dù là tôi hay huấn luyện viên khác, với Indonesia, chúng tôi sẽ chiến đấu đầy quyết tâm trước mọi đối thủ. Cuối cùng, huấn luyện viên Jafri hạnh phúc khi lần thứ 2 giành danh hiệu với một đội tuyển Indonesia tại Phnom Penh sau chức vô địch U22 Đông Nam Á 2019.
Ông nói lời cảm ơn các cầu thủ và các câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia đã nhả quân để U22 Indonesia có đội hình tốt nhất. Trợ lý huấn luyện viên Myanmar, U22 Việt Nam quá mạnh mẽ về thể lực. Trợ lý huấn luyện viên Jo Win Tun của U22 Myanmar lý giải nguyên nhân đội nhà thất bại 1-3 trước U22 Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng SEA Games 32. Đây là trận thứ 6 của U22 Myanmar ở giải đấu này nên chúng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhiều vị trí, cầu thủ không đủ thể lực nên chúng tôi có vài sự điều chỉnh. Đội chỉ có 3-4 trụ cột, còn lại là các bạn cầu thủ ít được thi đấu. Chúng tôi chỉ có bàn thắng muộn nhưng nó giúp các cầu thủ có thêm động lực. Toàn đội đã không bỏ cuộc khi gặp U22 Việt Nam, trợ lý Jo Win Tun chia sẻ trong cuộc họp báo. Trước câu hỏi của dân trí về những so sánh của mình giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, trợ lý Jo Win Tun nhận xét U22 Việt Nam có phần khác so với U22 Thái Lan. U22 Thái Lan thiên về kiểm soát bóng, trong khi đó U22 Việt Nam chơi mạnh mẽ hơn. Huấn luyện viên trưởng của Myanmar, ông Michalfeincheinbinzer, không thể trực tiếp chỉ đạo do lãnh thẻ đỏ trực tiếp trận cuối vòng bảng gặp Philippines. Vì vậy, trợ lý Javek Win Tun nhận trách nhiệm chỉ đạo cầu thủ và tham dự họp báo. Đối đầu U22 Myanmar bị đánh giá thấp hơn, U22 Việt Nam nhanh chóng áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hồ Văn Cường mở tỷ số ngay phút thứ 9 và 10 phút trước khi kết thúc hiệp 1, hậu vệ này hoàn tất cú đúp giúp đoàn quân huấn luyện viên Chu Xie dẫn trước 2-0. Sang hiệp 2, U22 Việt Nam vẫn áp đảo hoàn toàn nhưng các chân sút đều kém duyên trong dứt điểm. U22 Myanmar chơi bế tắc nhưng họ may mắn có được bàn danh dự sau cú đánh đầu ở phút 89 của Aungmyo. Đánh bại U22 Myanmar 3-1, U22 Việt Nam giành huy chương đồng SEA Games 32 trong trận đấu đoàn quân huấn luyện viên Chu Xie áp đảo hoàn toàn về thế trận. U22 Việt Nam chắc chắn sẽ có những điều chỉnh và rút ra được nhiều bài học để hướng đến ASEAN vào tháng 9 tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.